Hello, mình là Mr. P. Series này sẽ là series hướng dẫn cho các bạn cách điều hòa cuộc sống một cách tốt hơn. Hôm nay là lần đầu tiên ra mắt, mình sẽ hướng dẫn một bài tập này, cái mà ai cũng sẽ cần luôn. Đã bao giờ các bạn cảm thấy lo lắng hay bị đe dọa chưa? Hẳn lúc đó bạn sẽ cảm thấy rằng nhịp thở của chúng ta tăng lên rất nhanh để cơ thể sẵn sàng đối phó với nguy hiểm, đúng không? Đây là bài tập thở giảm căng thẳng, hay còn gọi là kỹ thuật thở bằng bụng hoặc kỹ thuật thở cơ hoành. Nó báo hiệu rằng cơ thể chúng ta đang an toàn và có thể thư giãn đấy. Hơi thở thư giãn thường chậm và sâu hơn so với bình thường. Và khi ấy, các bạn sẽ hít thở bằng phần dưới của cơ thể, tức là hít thở bằng bụng chứ không phải là bằng ngực nha. Hít vào 1, 2, 3, 4, nín thở 1, thở ra 1, 2, 3, 4, nín thở 1. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập thở để giảm căng thẳng nha. Đầu tiên, các bạn ngồi hoặc nằm ở một tư thế thoải mái, cố gắng hít thở bằng mũi thay vì miệng. Hãy làm chậm nhịp thở của bạn, hít vào trong 4 nhịp đếm, nín thở một chút, sau đó thở ra trong 4 nhịp tiếp theo. Cố gắng thở đều đặn, ổn định và liên tục, không bị ngắt quãng. Đặc biệt chú ý khi bạn thở ra, hơi thở phải đều đặn và nhịp nhàng nha. Khi các bạn làm đến đây, chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi: mình có đang làm đúng không? Mình nên chú ý đến điều gì, đúng không? Việc hít thở thư giãn được thực hiện ở phần bụng của bạn chứ không phải ở ngực. Bạn có thể kiểm tra hơi thở bằng cách đặt một tay lên bụng và tay kia đặt lên ngực. Khi bạn hít thở, cố gắng giữ cho tay ở phần ngực ở nguyên vị trí và chỉ có tay ở phần bụng di chuyển. Tập trung vào hơi thở. Để làm được điều này, việc đếm nhịp trong đầu là cách mà nhiều người cảm thấy hữu ích, như hít vào 2, 3, 4, nín thở, thở ra 2, 3, 4, nín thở. Bài tập này thực hiện trong bao lâu và bao nhiêu lần? Hãy thử thực hiện bài tập thở thư giãn này ít nhất là vài phút mỗi lần tập. Bạn có thể mất một chút thời gian để cảm nhận sự thay đổi. Nếu bạn thấy thoải mái, hãy đặt mục tiêu luyện tập trong vòng 5 đến 10 phút. Cố gắng luyện tập thường xuyên, có thể là 3 lần một ngày. Có một số lưu ý cho các bạn nè. Hãy chọn tốc độ hít thở phù hợp với bản thân. Bạn không nhất thiết phải đếm 4 nhịp, hãy thử đếm đến 3 hoặc đến 5. Quan trọng là bạn phải giữ nhịp thở thật chậm và đều đặn. Ban đầu, một số người sẽ cảm thấy hơi lạ hoặc hơi khó chịu với bài tập thở giảm căng thẳng. Nhưng thông thường, sau một thời gian luyện tập, cảm giác này sẽ không còn nữa. Vậy nên, hãy kiên trì và tiếp tục luyện tập bạn nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép tạm biệt các bạn tại đây. Các bạn có muốn gặp mình ở những video tiếp theo hay không? Còn mình cũng muốn gặp các bạn ở đây. Hẹn gặp các bạn ở những video kế tiếp nhé. Bye bye.